ba năm trước toàn bộ nhân loại đã cùng nhau hợp tác để tấn công quái vật trên một hòn đảo bọn chúng là những con kiến vô cùng hung hãn và không yếu tí nào một nhóm người đã bị hạ gục ngay lập tức khi đối đầu với chúng khi đám người nghĩ rằng hôm nay mình sẽ phải làm thức ăn cho lũ kiến thì ba thợ săn cấp s xuất hiện cứu họ năng lực của bọn họ không có gì phải bàn cãi lũ kiến hung hãn vừa nãy giờ yếu ớt như đám trẻ con đứng trước mặt người lớn đột nhiên một con kiến siêu to màu trắng xuất hiện Hai thợ săn cấp S nghĩ đây chắc là con đầu đàn nên đã hợp tác cùng nhau tấn công nó. Tuy nó rất mạnh nhưng vẫn bị hai người hạ trong vài chiêu. Sau đó lại có một đám kiến trắng y hệt xuất hiện. Bọn họ mới nhận ra đây có vẻ không phải là kiến đầu đàn. Ở cách đó không xa cũng có những cuộc chiến tương tự. May là cũng có những thợ săn cấp S khác dẫn đoàn nên đã dễ dàng tiêu diệt lũ kiến. Quay lại thời gian hơn 10 năm trước, những cánh cổng chứa quái vật xuất hiện trên khắp thế giới. Vũ khí nóng của loài người không thể làm gì được chúng. Một nhóm người thức tỉnh được những khả năng siêu nhiên xuất hiện. Họ được gọi là thợ săn. Thợ săn được chia thành các hạng S, A, B, C, D, E dựa theo lượng ma lực bên trong cơ thể. Nhưng một người đã thức tỉnh thì năng lực sẽ không phát triển được nữa. Trở về hiện tại, một cuộc đột kích cánh cổng sắp được diễn ra. Tiền tài mà nó mang lại khiến người ta khó có thể cưỡng lại được. Nhân vật chính của chúng ta tên là Park Ji-sung một thợ săn cấp e được mệnh danh là chiến binh yếu nhất loài người chỉ tấn công cánh cổng hạng e thôi nhưng cũng bị thương thảm hại tuy mọi người ở đây không ai coi thường cậu nhưng di sung vẫn cảm thấy rất buồn vì sự yếu kém của mình một cô gái tóc cam tên là du hi đi tới hỏi thăm tại sao cậu lại có vết thương trên mặt thì ra trong lần tấn công hầm ngục lần trước di sung đã bị thương cậu là người duy nhất luôn bị thương trong hầm ngục hạng e khi du hi định nói thêm gì đó thì đến giờ tấn công cánh cổng Người đảm nhận vị trí thủ lĩnh của chuyến công phá lần này là ông chú Song Chi Yun. Ông dẫn đầu mọi người đi vào cánh cổng. Với thu nhập ít ỏi của mình thì Park Ji Sung chỉ có thể mua được một con dao phèn. Nhưng so với không có thì có cái cầm trong tay vẫn hơn. Khi Park Ji Sung đang vui mừng vì nhặt được một viên tinh thể, cậu đã bị một con goblin tấn công. Con dao cậu mới mua lập tức gãy nát khi đâm vào nó. Sau đó nó đã đâm cho cậu một phát trí tử. May là đồng đội bên cạnh kịp thời cứu viện. Không thì Park Ji Sung nhà ta phải nằm lại nơi này rồi. Juhi cố gắng hết sức để chữa trị cho Park Ji Sung, trong khi mọi người xử lý đám quái vật còn lại. Juhi rất thắc mắc tại sao Ji Sung lại chọn nghề thợ săn nguy hiểm thế này. Bởi với khả năng này của cậu sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Ji Sung chẳng để ý lời trách móc của Juhi, cậu rất buồn vì trong khi mọi người thu hoạch được đầy áp, thì mình chỉ nhặt được một viên tinh thể kém nhất. Đúng lúc này có người phát hiện ra một hang động rất sâu. Có vẻ đây là một hầm ngục đặc biệt. Thông thường những tình huống như thế này phải báo lại cho hiệp hội thợ săn. Nhưng như thế chẳng khác nào dâng phần ngon nhất cho người khác. Chính vì thế mọi người bỏ phiếu xem có tiếp tục tấn công hầm ngục này không. Mặc dù hầm ngục cấp D quá nguy hiểm với Ji Sung, nhưng cậu còn có mẹ bệnh nằm viện và em gái đang học phải nuôi. Vì thế chỉ có thể liều mạng mà thôi. Giải thích một chút tầm quan trọng của những cuộc tấn công hầm ngục. Tinh thể rơi ra từ quái vật có thể chế tạo vũ khí và áo giáp mạnh mẽ quặng mana cũng có hiệu quả tương tự nhưng kém hơn. Điều mà chính phủ muốn là tạo ra một loại năng lượng mới an toàn hơn điện hạt nhân, nhưng hiệu quả hơn điện gió, nước, than. Quan trọng nhất là nó không gây ô nhiễm môi trường. Mỗi ngày ở Hiệp hội Thợ Săn đều có người tiến hành thức tỉnh. Khi họ đạt thứ hạng cao sẽ bị các công hội tranh nhau mời chào. Một trong số đó là công hội của anh tóc đỏ nhìn rất playboy này. Trên đường lớn xảy ra một vụ cướp túi sách. Hai thằng ăn cướp đang phi như bay thì có một ẻm tóc hồng đứng chặn đường. Khi sắp tông trúng ẻm thì ẻm lộn một phát trên không trung. Sau đó là hai tên cướp bị ngã và chiếc túi rơi vào trong tay ẻm. Tạo hình của cha He-in trong anime quả là quá xuất sắc. Nhìn đã muốn yêu rồi các bạn ạ. À. Khi phát hiện ra cô là thợ săn cấp S thì mọi người liền súng lại. Cha He-in chỉ có thể lựa chọn trốn đi. Đám người Ji-sung đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy gì cậu cảm thấy rất ngại vì quyết định của mình đã khiến Du phải vất vả. Nhưng Du Hy chỉ tức giận vì cậu không biết lượng sức mình mà thôi. Bởi mỗi lần đi với Ji Sung là cô lại phải vận dụng toàn lực chữa trị cho cậu. Du nói lần sau cậu phải mời cô ăn để trả công. Đám người đi tới một cánh cửa rất lớn. Có vẻ đây là phòng của con trùm. Nhưng khi đi vào thì bên trong chỉ có tượng đá và tượng đá. Còn có vòng tròn phép thuật và văn tự cổ. Khi mọi người đang nghiên cứu văn tự thì Du Hi nói với Ji Sung rằng mắt của bức tượng vừa chuyển động. Đúng lúc này cánh cửa đá bỗng đóng lại. Ông anh vừa chạy tới chạm được tay vào cánh cửa đã bị bức tượng đá bên cạnh chém mất một đoạn. Bây giờ mọi người mới biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Một thợ săn cấp đê cứ vậy bị chặt chết không kịp ớ lên một câu. Vậy những bức tượng này có thực lực khủng bố cỡ nào? Trước giờ Ji Sung đã đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần. Chính vì thế có lẽ cậu đã có được năng lực cảm nhận sự nguy hiểm sắp tới. Ji sung hết mọi người mau nằm xuống. Nhưng ánh sáng phóng ra từ đôi mắt của tượng đá quá nhanh khiến một số người không kịp phản ứng đã hóa thành cho bụi. Những người còn sống đã rơi vào hoảng loạn. Bọn họ hiện tại giống như cá trong chậu mặc đối phương chém giết. Mọi người bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Ông chú Song Chi Yun phải lên tiếng chấn an mọi người. Sau đó ông chú đi tới cảm ơn Ji Sung đã nhắc nhở. Ji Sung thấy tay ông đã mất nên băng bó cho ông ông chú đã từng tham gia tấn công cánh cổng hạng b nên cảm thấy những tượng đá này phải cỡ quái vật hạng s để thoát khỏi đây chắc chỉ có thể dựa vào bia đá kia một thanh niên không chấp nhận ngồi chờ chết như vậy nên đã bỏ chạy nhưng vừa chạy được mấy bước cả cơ thể chỉ còn lại đôi chân đối phương có thể giết mọi người dễ như giết một con rán nhưng tại sao nó lại không làm như thế di sung liền hỏi quy tắc đầu tiên trên bia đá là gì sau khi biết trên đó viết phải kính trọng với thần cậu bắt đầu từ từ đứng lên khi thấy tượng đá chuẩn bị tấn công thì Di Sung lại lập tức cúi người xuống. Đúng như cậu dự đoán bức tượng đã ngừng tấn công. Sau đó Di Sung và mọi người bắt đầu quỳ lại bức tượng. Bức tượng lập tức nở một nụ cười thỏa mãn và vô cùng tà ác. Bức tượng cũng không tấn công họ nữa, nhưng đúng lúc này bức tượng lại đứng dậy. Nó từ từ tiến tới bọn họ. Di Sung lại nghĩ tới điều thứ hai là phải tán dương thần. Một anh đẹp trai từng nghiên cứu qua văn hóa dân gian. Quyết định dùng những lời ca tụng dâng lên chúa để cầu nguyện với bức tượng. Nhưng Ji Sung lại cảm thấy đây dường như không phải những lời ca ngợi bức tượng này. Quả thật thanh niên kia đã bị bức tượng dẫm nát bét. Mọi người lập tức bỏ chạy toán loạn. Ông chú áo xanh nhớ tới gia đình mình, chạy tới gần một bức tượng thì bị nó chém làm đôi. Ji Sung vừa chạy vừa suy nghĩ. Cậu chú ý tới các bức tượng và phát hiện ra ngoài cầm vũ khí trong số chúng còn cầm cả nhạc cụ thế là lên tiếng nhắc nhở mọi người quả thật khi mọi người chạy đến những bức tượng có nhạc cụ thì nó không tấn công họ nhưng khi Ji Sung và Juhi chạy đến một bức tượng thì nó lại không nhúc nhích cậu bèn bảo Juhi đứng ở đây còn mình chạy tới bức tượng khác nhưng bức tượng đội vương miện kia vẫn đuổi theo không ngừng có khi mọi người tưởng cậu đã bị bức tượng giết chết nhưng cậu vẫn tiếp tục bỏ đi khi bàn chân của bức tượng đội vương miện chuẩn bị dẫm xuống thì một tiếng hát cất lên Ji Sung mới thoát được một kiếp nhưng Ji Sung đã mất một chân từ lúc nào du hi cố hết sức chữa trị cho Ji sung nhưng vô ích trong lúc mọi người còn đang đau đầu thì bức tượng lại có động tĩnh một tế đàn xuất hiện ngay giữa căn phòng quy tắc thứ ba chính là phải tin vào thần một ông chú rút kiếm ra bắt thủ lĩnh song chi yun phải chịu trách nhiệm ông chú song chi yun không phản kháng mà đi thẳng tới tế đàn nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài một ngọn lửa đỏ xuất hiện Ji sung nhờ hai người đưa tới đó xem thử ba người vừa bước vào liền có thêm ba ngọn lửa xuất hiện di sung gọi thêm du hy và ông chú cầm kiếm đến cho đủ người một vòng tròn lửa màu xanh xuất hiện và cánh cửa khổng lồ cũng mở ra những ngọn lửa xanh dần dần tắt đi những bức tượng cũng từ từ tiến đến gần mọi người di sung phát hiện ra chỉ cần không chú ý đến thì các bức tượng sẽ chuyển động mọi người chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào các bức tượng mà thôi nhưng một người không chịu nổi áp lực mà chạy đi vậy mà cô ta lại bình an chạy thoát khỏi căn phòng nhưng cánh cửa phòng lại khép vào một ít thanh niên bên cạnh thấy thế cũng bỏ chạy. Nếu một người nữa bỏ chạy sẽ tạo ra điểm mù và không thể kiểm soát các bức tượng nữa. Ông chú cầm kiếm lúc nãy nước mắt nước mũi chảy ra. Ông chưa muốn chết ở đây ông còn có gia đình của mình. Khi chỉ còn lại ba người thì ông chú Song Chi Yun quyết định hy sinh để hai người Ji Sung và Du Hi rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này thì chân Du Hi lại không thể cử động được. Vì vậy người hy sinh chỉ có thể là Ji Sung đã mất một chân mà thôi. Juhi nhất quyết không đồng ý nhưng bị ông chú Song Chi-yun đánh ngất. Sau đó hai người bước ra khỏi cánh cửa. Lúc này chỉ còn mình Ji-sung đối mặt với những bức tượng đá. Cậu không muốn chết đơn giản như thế muốn kéo theo một cái đệm lưng. Nhưng sự chống trả của cậu chỉ giống như con kiến trước mặt con voi. Những bức tượng đá thay nhau chém cậu giống như chém chuối. Cậu đã cố gắng sống sót qua bao nhiêu lần sinh tử. Nhưng có vẻ như lần này chẳng còn chút hy vọng sống nào nữa rồi. Cậu còn người thân phải chăm sóc nữa mà cậu không muốn chết ở nơi này. Đúng lúc bức tượng chém xuống nhát cuối cùng, thì ngọn lửa màu xanh cuối cùng cũng tắt đi. Một bảng thông báo nhiệm vụ hiện lên, nếu không chấp nhận tim sẽ ngừng đập trong 0,02 giây. Di sung tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện, tay chân cậu vẫn còn y nguyên. Khi còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ thì có hai người của Hiệp hội Thợ Săn đi vào. Hai người cho cậu biết cậu đã hôn mê được ba ngày. Ông chú Chi Yun nghỉ hưu sớm còn Du đang được điều trị tâm thần chỉ có sáu người sống sót rời khỏi hầm ngục khi như bạch hổ chạy đến viện trợ thì chỉ thấy di sung nằm bất tỉnh trên đất người của hội thợ săn nghi ngờ di sung đã tái thức tỉnh nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì cậu lại thất vọng tràn trề bởi cậu vẫn là thanh niên hạng dưới hạng e mà thôi trước mặt di sung vẫn có một màn hình thông báo mà chỉ mình cậu nhìn thấy cậu nhớ lại lúc sắp chết thì bảng thông báo này đã hiện ra đang nghiên cứu thì gina đến thăm cô mắng cho di sung một trận vì lúc nào cũng liều mạng như thế Ji Sung hỏi thử về màn hình thông báo nhưng Gina không nhìn thấy gì. Thấy anh trai không sao nên Gina liền rời đi. Ji Sung lại tiếp tục nghiên cứu bảng thông báo. Nó giao cho cậu mỗi ngày phải hoàn thành các hạng mục chống đẩy gập bụng squat chạy bộ. Nhưng cậu là bệnh nhân thì lấy đâu ra sức mà làm những việc này chứ? Tóc đỏ muốn cha Hi In hướng dẫn những người mới trong hầm ngục hạng B sắp tới. Cô chỉ cần chiến đấu bình thường để mọi người quan sát là được. Tuy Guild Hunter của họ là Guild số 1 Hàn Quốc nhưng so với thế giới chưa là gì cả. Chính vì thế tóc đỏ muốn tăng cường sức mạnh của các thành viên để chuẩn bị cho thời khắc ấy. Một cánh cổng mới xuất hiện giữa đường lớn. Di Sung đang nằm ngủ thì thấy có động đất. Cậu bị kéo tới một sa mạc đầy cát với một con rết khổng lồ. Thì ra đây là hình phạt cho việc không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của hệ thống. Cậu chỉ có thể chạy tụt quần trong vòng 4 tiếng mà thôi. May sao hình phạt cũng đã thực hiện thành công. Du Hi nhận được lời mời tấn công hầm ngục hạng D mới xuất hiện. Sau khi nhận lời thì cô tranh thủ đến thăm Ji Sung. Thấy cậu hăng hái tập luyện thì cũng yên tâm rời đi. Những ngày sau đó Ji Sung bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Phần thưởng là điểm chỉ số được tăng lên. Ngoài ra cậu còn nhận được hộp quà ngẫu nhiên. Hôm nay là một cái chìa khóa mở ra phó bản hầm ngục. Bốn năm trước mẹ của Ji Sung đột nhiên mắc chứng bệnh gọi là giấc ngủ cuối cùng. Y học ngày nay chỉ có thể kéo dài sự sống cho mẹ cậu. Chính vì thế Ji Sung luôn cố gắng làm việc để chữa trị cho mẹ. Khi có thể thức tỉnh thợ săn thì Ji Sung đã rất vui mừng vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng kết quả ngay cả goblin cậu cũng không giết nổi. Hiện tại sau khi tập luyện thì điểm sức mạnh của Ji Sung đã là 31. Cậu quyết định tấn công phó bản hầm ngục của hệ thống. Sau khi đi qua cánh cổng cậu được đưa tới một chiều không gian khác. Hệ thống cho biết khi chưa dọn sạch hầm ngục sẽ không thể ra ngoài. Ji Sung chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nào ngờ ba con goblin thình lình xuất hiện tấn công cậu. Ngay trước một con đã đánh cho Ji Sung kêu cha gọi mẹ. Nhưng hôm nay Ji Sung đã khác xưa. Sau một hồi bị chúng áp đảo thì cậu cũng xử lý được bọn chúng. Đột nhiên lại có một con chó sói xuất hiện cắn gãy dao găm của Ji Sung. Cậu sợ đến mức chân không thể động đậy được. Thế là Ji Sung nhanh chóng bị nó làm cho bị thương. Nó không dừng lại mà tiếp tục lao đến. Đối diện với con sói nanh thép này Ji Sung lại phát hiện ra sức mạnh bản thân mình đã thay đổi một đấm của cậu đã có thể làm nó bay xa. Hai bên lao vào nhau ta sống người chết. Nhưng con sói bị đấm bao nhiêu cũng không si như gì. Nếu tình hình cứ kéo dài thế này thì cậu sẽ trở thành mối ngon trong miệng sói. Di Dung rút từ trong túi đồ ra một thanh kiếm. Chém một đường sẻ con sói thành hai lát thịt sói kẹp bánh mì. Tuy không biết tại sao nó lại trong túi đồ của mình nhưng tình thế cấp bách xin dùng tạm. Lúc này lại có hai con sói đi tới. Nhưng nhát kiếm ban nãy quá mạnh khiến kiếm bị kẹt dưới sàn nhà. May sao trước khi bọn chúng kịp cắn thì cậu đã rút được kiếm lên, nhưng một con sói lại cắn được kiếm của Di Sung. Cậu vận dụng công lực 20 năm độc thân của mình mới xử lý được nó. Con sói còn lại thấy đồng bọn của mình bị giết dễ dàng như vậy rén quá nên bỏ chạy. Di Sung lúc này mới có thời gian soi qua bảng thông tin cá nhân của mình. Khi Di Sung định kiểm tra con sói có rơi đá mana không thì hệ thống báo rằng khi giết quái chỉ nhận được vật phẩm mà thôi. Điều này khác hoàn toàn với hầm ngục bình thường, cậu bán cái nanh con sói được 20 vàng nghĩ chắc chẳng được bao tiền nên cậu muốn tiếp tục đi săn. Đang suy nghĩ mông lung thì phía trước xuất hiện cả một đàn sói. Không còn thời gian để sợ nữa cậu lao lên một mình anh cân hết. Sau khi nhận được bắp sức mạnh gia đình thì các con sói đối với Di Sung chỉ là mũi. Level của cậu liên tục được tăng lên, nhưng cái kiếm của Di Sung chắc không còn dùng được nữa. Qua đợt chiến đấu vừa rồi Di Sung đã thu được 34 cái răng sói và nhận được đá dịch chuyển. Nhưng giờ này về thì quá lãng phí cái hầm ngục. Cơ hội như này cũng không phải lúc nào cũng có. Di Sung do dự không biết nên tiếp tục hay rút lui. Cuối cùng chỉ thấy cậu bỏ lại đám sói mà bước về phía trước. Những con quái khác nhau xuất hiện nhưng vẫn bị Di Sung hạ gục dễ dàng. Mặc dù biết mình đã mạnh hơn rất nhiều nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa ăn được con boss dưới hầm. Tuy nhiên Di Sung vẫn tiến về phía trước không dừng lại. Đột nhiên một con rắn khổng lồ lao đến va nhẹ làm cái kiếm của Di Sung phế hẳn. Nhìn đối phương Di Sung chỉ biết cạn lời, thân hình khổng lồ cùng lớp da cứng như thép cậu lợi dụng khi nó lao đến rạch một đường dọc theo thân rắn. Nhưng đáng tiếc kiếm của cậu đối với nó chỉ là mũi đốt inox. Nó vờn di sung như mèo vờn chuột. Cậu suýt nữa bị tàu điện ngầm rơi trúng. Trong lúc nguyên nan di sung nhớ lại lời ông chú Ly Chun. Nhưng đáng tiếc vẫn bị rắn đánh cho sấp mặt luôn. Cậu lại nhớ tới cái hầm ngục đáng sợ đó. Đối diện ranh giới sinh tử chỉ có sức mạnh của bản thân mới đáng tin nhất. Nhưng cậu vẫn không thể làm gì con rắn. Đúng lúc này bắp được bật lên cậu lao tới chém liên tục vào rắn khổng lồ sau đó dùng tay không bóp vỡ lớp giáp của đối phương lại dùng một chiêu cầu sực cắn cho con rắn kêu cha gọi mẹ cuối cùng con rắn cũng phải phơi xác trước ý chí gang thép của di sung tuy rất mệt nhưng chưa bao giờ di sung vui như vậy có hơi nhọc nhưng lại vớ được hàng ngon sau khi nhận xong chiến lợi phẩm thì hầm ngục biến mất vừa đi ra ngoài thì có anh lính đi tới thấy cậu là thợ săn nên đưa cậu tới nơi đang có chiến đấu thì ra trong lúc di sung ở trong hầm ngục bên ngoài đã xảy ra một vụ bùng nổ hầm ngục chính là vụ mà juhi đã từ chối tham gia tình thế đang vô cùng nguy hiểm nhưng độ hóng hớt của con người chưa bao giờ giảm đám thợ săn bên trong lại chẳng thể làm gì con boss khổng lồ di sung nhìn thấy juhi cũng có mặt ở đây nhưng do ám ảnh lần trước cô không thể chiến đấu được nữa thấy tình thế không ổn di sung dồn hết lực vào tay mình ném cái kiếm gãy trong tay thẳng vào con boss nhờ vậy mấy thợ săn kia mới có thể hạ được nó nhưng khi nhìn lại thì cậu đã đi từ bao giờ. Ji Sung cũng không ngờ mình có thể dễ dàng hạ được đối phương như thế. Nhìn thấy Ji Sung hi cũng hết sức bất ngờ.